2 tháng 1, đội thợ lặn đã tìm thấy tín hiệu hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay của chiếc máy bay AirAsia đâm xuống biển vào 2 tuần trước. Đại diện đội tìm kiếm cứu nạn của Indonesia cho biết, lúc 7 giờ 11 phút sáng theo giờ địa phương, thợ lặn đã trục vớt được chiếc hộp đen của chiếc máy bay AirAsia mang số hiệu QZ8501 rơi ở vùng biển Java của Indonesia. Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi đội thợ lặn báo tin về cùng ngày 12 tháng 1. Trên một chiếc máy bay đều có 2 thiết bị, cùng được gọi là hộp đen, gồm máy ghi âm buồng lái CVR và máy ghi dữ liệu chuyến bay FDR. Hiện tại chỉ mới tìm được chiếc máy ghi dữ liệu chuyến bay FDR. Chúng tôi vẫn chưa tìm được hộp ghi âm buồng lái CVR, nhưng đã bắt được tín hiệu của hộp này, vị trí ở rất gần với máy ghi dữ liệu chuyến bay. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng đang dò tìm phần thân còn lại của chiếc máy bay này và ghi âm buồng lái CVR. Trong khi đó, thì chuyên gia tại Jakarta sẽ giải mã tín hiệu trong FDR để tìm ra nguyên nhân mà chiếc máy bay xấu số này đâm xuống biển. Cục khí tượng cho biết, rất có thể nguyên nhân chủ yếu là vì bão. Hiện các nhóm tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia đã vớt được 48 thi thể và xác minh được danh tính của 32 nạn nhân.